đã từng đến thăm đất Tây Đô hẳn sẽ không quên ghé bến Ninh Kiều. Bến sông thơ mộng ghi dấu nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng du khách. Kỷ niệm sẽ càng tròn đầy hơn, khó phai hơn nếu quý khách có dịp dừng chân, nghỉ ngơi trên bến Ninh Kiều trong một khách sạn 4 sao nổi tiếng và bậc nhất ở Cần Thơ. Khách sạn Golf tọa lạc tại số 2 đường Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Với địa điểm lý tưởng ở khu trung tâm thành phố, nhìn ra cầu Cần Thơ, bờ sông Hậu, với kiến trúc cao 10 tầng, sang trọng và hiện đại, với quy mô 101 phòng, khách sạn Golf còn mang lại ấn tượng ban đầu thật tuyệt vời cho khách đến thăm. Lòng hiếu khách và thái độ nhiệt tình thể hiện trong cung cách phục vụ của đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp làm cho quý khách có cảm giác như đang trở về với mái ấm gia đình. Các doanh nhân đến Cần Thơ thì lại rất ưa chuộng các phòng khách được thiết kế với phong cách trang trọng và lịch sự, thích hợp cho các cuộc gặp gỡ, giao dịch với đối tác. Các cuộc hội nghị, hội thảo, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của các tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước thường xuyên được tổ chức tại đây. Hội trường lớn ở khách sạn Golf đạt tiêu chuẩn quốc tế với 300 chỗ ngồi sang trọng, tiện nghi, cùng với hệ thống âm thanh tối tân, hệ thống máy chiếu kỹ thuật số kết nối vi tính và mạng không dây. Sử dụng con trỏ laser trên màn hình phóng đại treo tường hoặc màn hình LCD, TV màn ảnh rộng đáp ứng nhu cầu đa dạng của quý khách. Đến với Golf, quý khách có thể lựa chọn một trong năm loại phòng tùy theo nhu cầu và sở thích của mình. Phòng ngủ loại superior dành cho quý khách một không gian riêng biệt, yên tĩnh, ấm cúng và đầy đủ tiện nghi để nghỉ ngơi thoải mái với một giường đôi hoặc hai giường đơn. Phòng ngủ loại deluxe rộng rãi, thoáng mát và được trang trí rất hài hòa, tạo nên một khung cảnh thật hấp dẫn, dễ chịu. Cả hai loại phòng này đều được trang bị máy điều hòa không khí, tủ quần áo, két sắt an toàn, điện thoại liên lạc trong nước và quốc tế, TV kết nối vệ tinh với nhiều chương trình tin tức và giải trí phong phú. Phòng tắm với hệ thống nước nóng, nước mát và bồn tắm jacuzzi đa chức năng sẽ giúp cho quý khách nhanh chóng xua tan sự khó chịu vì thời tiết hay nỗi mệt nhọc của cuộc hành trình. Đối với một gia đình gồm 4 thành viên, phòng Family Suite thật là một lựa chọn lý tưởng. Đây thật sự là một gian nhà được bài trí sắp đặt rất hợp tình, hợp cảnh, tạo không gian thuận tiện cho những người thân sum họp quây quần bên nhau trong một kỳ nghỉ hay một chuyến du lịch. Với phòng ngủ hướng ra ngã ba sông Hậu, tràn đầy ánh sáng và không khí trong lành, với salon tiếp khách sang trọng và tiện nghi cùng với bàn làm việc rộng rãi theo tiêu chuẩn văn phòng hiện đại, bàn trang điểm dành cho quý bà có trang bị máy sấy tóc với tủ lạnh, bàn uống trà và quầy rượu mini, phòng senior đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách trong những ngày làm việc và nghỉ ngơi tại Cần Thơ. Đặc biệt là phòng mang thương hiệu Golf, một không gian sinh hoạt lý tưởng dành cho thượng khách. Với hai phòng ngủ ấm cúng và lịch sự, một phòng tắm lộng lẫy và trang nhã với những tiện nghi của người sành điệu. Một phòng khách được thiết kế với những vật dụng sang trọng và hiện đại nhất. Ở đây, quý khách sẽ tận hưởng cảm giác tuyệt vời từ cảnh quan đặc sắc và chất lượng phục vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế của khách sạn Golf. Mọi yêu cầu về phương tiện làm việc và giải trí của quý khách, từ máy fax, máy tính cá nhân, máy hát CD, video, sẽ được Golf đáp ứng vào bất kỳ thời gian nào trong ngày.
Nhà hàng trên tầng thượng của khách sạn Gold mang tên Bellevue, có nghĩa là ngoạn mục. Đúng vậy, trên tầng cao này, quý khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngoạn mục của cầu Cần Thơ nối liền hai bờ vùng hạ lưu sông Hậu, một trong chín nhánh sông Cửu Long chảy qua thành phố Cần Thơ. Thật là một địa điểm tuyệt hảo để quý khách vừa ngắm cảnh sông nước bao la, vừa thưởng thức nghệ thuật ẩm thực phong phú và đa dạng, mang đậm sắc thái của đất phương Nam. Ngoài Bellevue, khách sạn còn có nhà hàng Gold Restaurant kề bên đại sảnh dành cho việc tổ chức các buổi dạ tiệc liên quan, đám cưới, sinh nhật. Đây là điểm hẹn cho những nghi lễ và sự kiện lớn cho những thực khách sành điệu ở khắp mọi miền. Với không gian ấm cúng và sang trọng, với thực đơn thịnh soạn gồm các món ăn Á Âu nổi tiếng và cung cách phục vụ tuyệt hảo, nhà hàng Gold đang chiếm vị trí dẫn đầu trong làng ẩm thực ở đất Tây Đô. Không chỉ có vậy, trên sân thượng của khách sạn Gold còn có nhà hàng Windy, có nghĩa là gió lộng. Trên đỉnh cao lộng gió này, quý khách có thể vừa dùng điểm tâm, vừa ngắm toàn cảnh của thành phố Cần Thơ trải rộng trong ánh nắng ban mai tươi đẹp. Về đêm, khung cảnh càng huyền ảo và lãng mạn hơn khi thưởng thức ly cà phê thơm ngát, tiếng nhạc du dương dưới bầu trời đầy sao và ngắm những ánh đèn lấp lánh của thành phố, cũng giống như vô số tinh cầu rải đều trong không gian sâu thẳm. Cũng với cảm hứng tương tự, quán cà phê được đặt tên là Moonflow, tạm dịch là suối trăng, mang phong cách độc đáo, vừa thân thiện, gần gũi với thiên nhiên, vừa lắng động, vừa trữ tình. Không khí ở đây tạo nên cho quý khách một góc thư giãn sau những giờ phút làm việc căng thẳng, có thể thả hồn vào thế giới nguyên sơ của hoa lá, cỏ cây. Chưa hết, Gold còn dành một góc tâm tình cho những cuộc hàn huyên của quý khách với bạn bè trong không khí đầm ấm và thân mật của lobby bar ở tầng hầm. Vẫn chưa hết, nếu quý khách là những người có tâm hồn lãng mạn, yêu nghệ thuật, hãy đến với Friendship Club để vừa nhấm nháp cocktail ngon tuyệt của Gold, vừa lắng động trong giai điệu du dương của nhạc và những họa tiết trang trí của các nghệ sĩ tài hoa. Kỳ nghỉ ở Gold hứa hẹn đem lại cho quý khách một cơ hội tốt đẹp để phục hồi sức khỏe và thư giãn tinh thần. Hãy tắm mình và bơi lội thỏa thích giữa làn nước trong xanh và không gian yên tĩnh của hồ bơi Gold để thấy nỗi mệt nhọc tan biến và sức sống dâng tràn. Hãy duy trì thói quen rèn luyện thể chất hàng ngày của quý khách bằng cách đến với phòng tập thể hình, thể dục thẩm mỹ. Ở đây có đầy đủ các thiết bị máy móc hiện đại để giúp quý khách khỏe người và giữ thân hình cân đối, thon thả. Hãy để Gold chăm sóc sức khỏe cho quý khách bằng phương pháp xông hơi trong các phòng tắm sauna và xoa bóp toàn thân, với đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề được huấn luyện về vật lý trị liệu và cung cách phục vụ thân thiện, nhiệt tình. Đêm ở Cần Thơ sẽ chẳng bao giờ buồn chán nếu quý khách cùng với người thân, bạn bè hẹn nhau đến phòng hát karaoke, chọn cho mình những ca khúc ưa thích để hát với nhau. Đêm ở Cần Thơ sẽ chẳng bao giờ buồn chán một khi quý khách đã hòa mình vào không khí huyền ảo và say đắm của vũ trường Gold.
với hệ thống ánh sáng và âm thanh thuộc thế hệ mới nhất, với sự góp mặt hàng đêm của dân sành điệu trong những bước khiêu vũ hào hứng, sôi động. Vũ trường Gôn là tụ điểm giải trí hấp dẫn nhất của đất Tây Đô. Chuyến du lịch của quý khách đến Cần Thơ hẳn sẽ còn thiếu phong vị nếu quý khách chưa có dịp dạo chơi trên sông, nhìn ngắm cảnh sắc độc đáo miền Hậu Giang. Tour tham quan chợ nổi do Gold tổ chức sẽ đưa quý khách vào thế giới của dân hồ, những người sống trên thuyền và họp chợ trên sông, tạo nên nét đặc trưng văn hóa của miệt vườn. Golf cũng sẵn sàng chiều theo ý thích để đưa du khách viếng thăm vườn lan, vườn chim hay các chợ phiên kỳ thú mà chỉ ở đồng bằng sông Cửu Long mới có. Khách sạn Golf, khách sạn 4 sao nằm ở vị trí đẹp nhất trong ra Bến Ninh Kiều, thuộc một trong các tập đoàn khách sạn du lịch nổi tiếng trên thế giới, là sự lựa chọn lý tưởng cho quý khách đến thăm Tây Đô. Ở đây, quý khách sẽ được bảo vệ 24 giờ mỗi ngày, phục vụ 24 giờ mỗi ngày với hệ thống dịch vụ hoàn hảo trong khung cảnh tráng lệ và tiện nghi thượng hạng. Mọi chi tiết xin quý khách liên hệ với Golf Cần Thơ tại địa chỉ số 2 đường Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, số điện thoại 84718122108471814171, 84718144171, fax 84718122282, 84718122354. Xin gửi email cho chúng tôi ở địa chỉ golfcanthoa@scm.vnn.vn hoặc truy cập vào website www.vietnamgolfhotel.com. Xin chân thành cảm ơn quý khách đã chọn Golf Cần Thơ là ngôi nhà thân thương để dừng chân và đã cùng chúng tôi chia sẻ những ngày tươi đẹp với những kỷ niệm khó phai. Hẹn gặp lại quý khách trong niềm vui tái ngộ trên đất Tây Đô.